Chị Chiến chạy bò, chị chào quý khách. Hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2021. Tức là ngày nay ngày 29. Ngày 29 âm lịch. Địa chỉ tại là lộ DT19 gần Ủy ban xã Nhận Phú Tân đây tỉnh Bến Tre. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo. Chuồng chốt bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Tại bò cung cấp đầy đủ các giống bò cho quý khách tha hồ lựa chọn con giống mừng khách ưa thích. Cộng có bê phóc kem. Nguyên cái lô bò là về bò lỡ là nhiều. Bò bê phóc kem. Bò giá rất là mềm. Bò này cái lúc trước là chưa có dịch thì tầm giá là 32 triệu. 33 triệu. Giờ chỉ có giá là 28, 29 triệu 500 bò lỡ. Mấy cái này bành bành bò lỡ. Tổng trong đây bò giờ toàn là bò lỡ, chỉ có hai con nhỏ hơn chấm à. Chỉ có hai con nhỏ hơn chấm, còn nguyên cái lô này rất là đều tương tự với nhau. Để quay tổng thể nguyên hình bên mặt trận cậu qua thân lên bản đồ để cho khách xem cụ thể hơn để dễ phân biệt. Cái đây là bò lỡ, cái đây cũng bò lỡ luôn. Lâu đây thì 10 tháng trở lên nè, bò lỡ. Khách có thời gian đến với trại xem tham khảo. Khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì tại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để khách xem chốt. Xem một lần nữa để thấy cụ thể hơn. Những lô bên đây pháp kem, bên đây bao bê. Bắt toàn bộ là cổ rô. Phần cổ nó thắt lại là gọi là cổ rô, gươm vai rất là hở, sân lưng rộng. Bản đùi đóng dắt cho rất là sâu, xương to. Khách đặt hàng số lượng lớn, tầm là 10, 5, 10, 15, 20 trại bò lúc có sẵn trong trại để yêu khách chốt. Khách đặt hàng thì nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem. Mình xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Nó về pháp kem, những cái lô phía đây, đến đây bò tòng bò lỡ.
này 3B Phúc Kem toàn bộ là xương rất là to, đòn dài, sân lưng rất là rộng. Bản đùi sân lưng đóng gấp vô rất là sâu. Dương vai đứng nách và bè thôi. Cuối video mình cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến cái trại ủng hộ Thương Hiệu Chăn Nuôi. Một lần nữa mình cảm ơn quý khách đã lướt xem và đăng ký kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.